chỉ cần 20 phút hoặc là 22 phút thì gà quay mình chiên bằng nồi chiên không dầu này, gà rất ngon, màu đẹp, ngon quá chừng. Và nếu như so sánh giữa hai cái lò thì so với lại cái nồi chiên không dầu thì cái nồi nướng, cái lò nướng của mình đó, khi mình nướng nó sẽ ra nhiều nước hơn và nó tốn thời gian nhiều hơn. Trong trường hợp mà mình nướng gà liền, có nghĩa là mình ướp khoảng 2-3 tiếng thì mình có thể rửa nước nóng, nhưng mà nếu như mà mình ướp lâu qua đêm đó thì nên rửa nước lạnh. Và bây giờ cái này mình tốt nhất là mình ướp 4 tiếng, thành thử ra mình sẽ rửa nước lạnh, do là cái đùi gà nó dày quá nè. Thì sau khi mình rửa xong, mình sẽ để ở đây cho ráo nước. Mình cần có củ hành tím khoảng 20 g, 4 tép tỏi cũng khoảng 20 g luôn, và một nhánh gừng khoảng 10 g nữa, một tablespoon cân khoảng 15 g. Mình nên lấy đường cát vàng để cái màu nó đẹp, 1,5. Cân sao cho được là 20 g. Muối, đây là cái teaspoon, nếu mình sử dụng cái muỗng cà phê ở Đức thì nó nhỏ hơn. 1 teaspoon muối nè là 7 g. Nước tương, mỗi một cái là 15 ml, cân được 18 g đến 20 g. Tức là khoảng 70 g nước tương. Dầu hào oyster sauce, mình mua loại Likimki, 1 tablespoon, cân được khoảng 26 g. Tương hồi hay là tương ăn phở, hoisin sauce, 1 tablespoon, cân được 25 g. Dầu ăn, có thể cho dầu mè. Mình khuyên đang sử dụng dầu mè ở đây. Anh chị em và các bạn thấy dầu mè nó màu vàng không? Bởi vì đây là dầu mè ép lạnh, không phải là dầu mè ép nóng. Dầu mè ép nóng nó sẽ có mùi rất là nặng, do đó nếu mình cho dầu mè ép nóng thì cho ít thôi. Cái này 2 tablespoon, mình cho dầu để cho thịt gà nó mềm, nó không phải mềm mà nó giữ được cái độ ngọt của thịt, và đồng thời nó gọi là không bị khô đó. Nếu như có ăn bột ngọt thì 1/4 teaspoon. Và nếu như mình có rễ ngò thì xay vô, còn không có thì lấy cái bột ngò coriander, tức là bột ngò rí đó. Cái này mình mua trong tất cả các siêu thị đều có hết. Nếu mà để cho ngon thì anh chị em và các bạn làm cho đủ, còn không thì bỏ qua cũng được nếu mình không có nha. 1/2 teaspoon. Và sau cùng là để cho nó có cái màu đẹp thì mình sẽ cho thêm black soy sauce. Nếu như không có black soy sauce thì bỏ qua, hoặc là cũng có thể cho một chút xíu cái màu gọi là caramel đó, hay là nước Hàn. Mình cho 1 tablespoon. Để cho có màu đỏ thì có thể sử dụng dầu màu điều hoặc là bột ớt paprika. Cái này thì anh chị em và các bạn ở nước ngoài rất là dễ tìm mua. Còn nếu như ở những nơi không có thì mình thay bằng ớt xay, hoặc là mình bỏ qua, hoặc là thay bằng ớt sa tế nha. Và nếu như không có máy xay thì mình có thể giã sao cho nhuyễn được là nhuyễn luôn. Nếu như mà không nhuyễn là chút nữa mình nướng nó dễ bị cháy do cái có cái xác đó. Còn trong trường hợp không nhuyễn nữa thì mình có thể xay riêng phần củ hành với lại tỏi, sau đó mình vắt lấy nước. Bây giờ mình đã xay nhuyễn ra rồi nè. Sau khi gà ráo nước, và nếu như mà mình thấy ở đây có mỡ nè, mình sẽ cắt bỏ mỡ trên đây ra. Như ở nhà có tiệc, anh chị em và các bạn làm món này rất là đắt luôn, và tiện cho mình, nhanh nữa. Để cho dễ thấm, mình sẽ lấy dao, mình cắt cái đùi, mình lật cái chỗ này lên, sau đó mình cắt vài đường, và đừng có cắt qua bên kia nó sẽ xấu, cắt bên trong thôi nha.
Đó, như vậy đó, đừng có cắt qua bên đây là cái da nó lủng, nó nhìn nó mất đẹp. Để cho lúc sau mình ướp nó thấm gia vị cho nó nhanh. Món này đãi tiệc rất là tiện, bởi vì là mình có thể ướp trước, sau đó thì khi nào mà khách gần đến đó, mình nướng. Cái này không lâu lắm, nướng vài chục phút đó. Ngoài tác dụng là mình cắt cho thấm gia vị thì sẽ làm cho cái thịt bên trong nó chín dễ nữa. Bởi vì thường thường khi mà mình nướng mình sẽ thấy ở trong cái chỗ cái xương nó đỏ đỏ, thử ra nên cắt. Và sau cùng là cho toàn bộ lên trong ngoài của gà và ướp. Như mình Quyên có nói lúc nãy là ướp ít nhất là 2 tiếng. Và mình càng ướp cho nó hơi lâu lâu đó, thì lúc sau mình nướng thịt nó sẽ không bị chảy nước. Và hôm nay mình sẽ nướng hai cách luôn, đó là nướng lò và nướng Philips Air Fryer, hoặc là nướng nồi chiên không dầu nào cũng được hết. Anh chị em và các bạn có nồi nào thì lấy ra nướng nồi đó nha. Sau đó mình có thể massage lại cho đều để chút sau nó thấm gia vị kỹ. Và ướp lâu như vậy thì mình nên cho vào trong tủ lạnh và đậy kín lại. Không thôi tủ của mình bị hôi, do cái này là thịt sống nè. Và mình sẽ để ngửa cái gà lên như vậy để cho nó dễ thấm đó. Cái da mình để xuống dưới. Sau đó thì mình sẽ cho vô khay nướng. Trong trường hợp ướp lâu thì anh chị em và các bạn bớt lại cái lượng gia vị. Bởi vì mình ướp lâu là gia vị nó thấm nhiều quá là nó sẽ bị hơi mặn. Còn ướp khoảng 3 tiếng thì mình ướp giống như vậy nha. Thì lấy cái giấy nhôm mình bọc lại để cho mình đỡ phải rửa. Và hôm trước có bạn hỏi là cái khay này kích cỡ như thế nào, thì sẵn đây mình sẽ đo luôn để nhìn thấy là cái khay này là ở đây cái chiều ngang là 26, chiều dài là 36 là lọt lòng đó. Mình sẽ đo cái mặt bóng lên. Gà sau khi mình ướp 3 tiếng, trước khi cho gà vô nướng thì mình nhớ lấy cái gì đó mình gợt cái phần gia vị ra khỏi cái da gà. Để không thôi chút nữa mình nướng là da gà nó dễ bị cháy mà nó không có đẹp. Lò mình bật lên 356 độ F, tức là 180 độ C. Và mình để có cái quạt đó gợt xuống hết nha, phía trên da thôi. Và nếu mà mình ướp lâu đó thì mình đem ra ngoài một lúc cho cái thịt nó không có còn lạnh nữa. Gợt ra để chút xíu nó không bị cháy. Và với nồi chiên không dầu thì để cho nó không có bị bốc khói, thường thường mình hay để bên dưới là giấy nhôm. Phía trên đây mình che lại bằng cái giấy nướng bánh. Thì khi mà mở dầu mà nó chảy xuống đây, thường thường là nó nóng, nó gặp nhiệt, nó nóng quá, nó bốc khói đó. Thì mình làm như vậy là nó đỡ bị khói. Anh chị em và các bạn, khi mà mình nướng gà thì mình sẽ thấy thường thường nó hay bị khói lắm. Và cái đó là bình thường. Với những cái lò mới đó thì nó sẽ bị khói nhiều hơn lò cũ. Trong hướng dẫn sử dụng người ta cũng có nói đó là khi mình nướng khoảng 5-7 lần thì nó mới hết khói. Do đó mà thêm một cái cách này nữa cũng là đỡ bị khói. Còn thêm một cái nữa để cho đỡ bị khói nữa, đó là phía bên dưới mình chế nước. Thì lúc đó khi mà mình nướng á, cái thịt gà nó sẽ không có bị khô nữa, nó lại càng ngon. Và bây giờ gà mình sẽ đi nướng 180 độ C. Khi mà nhiệt nó đỏ tới ngoài cùng bên phải là lò nóng rồi, tức là 356 độ F, thì mình sẽ cho vô nướng. Với cái nồi này thì 170 độ C. Và mình nhớ đừng nướng nhiệt cao, nó bị khói. 20 phút.
hay là 340 độ F. Chỉ cần 20 phút hoặc là 22 phút thì gà quay mình chiên bằng nồi chiên không dầu này, gà rất ngon, màu đẹp. Đây là nướng bằng lò, và ở bên đây là nướng bằng nồi chiên không dầu. Anh chị em và các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Đây là mình nướng 20 phút, còn cái này mình nướng tận đến là, cái này mình nướng đến 32 cho đến 35 phút. Bây giờ vẫn còn đang sôi sôi ở đây. Và mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn nướng thật là ngon hay là quay thật ngon món gà. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Món này mình sẽ ăn cùng với bánh mì cũng được, ăn cùng với xôi, ăn cùng với cơm.